Chào các bạn đã trở lại với kênh của Khải Toàn. Tuổi Sửu và cách cải vận. Tuổi Sửu có nghị lực, kiên cường nên thành công của tuổi Sửu đạt được dựa trên sự chăm chỉ là chính, kiên nhẫn và luôn nỗ lực của bản thân. Tuổi Sửu rất là thật thà, chân thành, tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Lầm lì là một đặc sản của tuổi Sửu. Tuổi Sửu thường trầm tính và lầm lì. Quan trọng ngũ hành tháng sinh bên cạnh có con giáp nào đi kèm. Ví dụ sinh năm Sửu, tháng sinh có Tý Ngọ, Mão Dậu là nhóm cực đoan, cố chấp và đào hoa. Tháng sinh có Dần, Thân, Tỵ, Hợi sẽ linh hoạt ứng biến theo thời thế. Tháng sinh có Thìn, Tuất, Sửu, Mùi sẽ bình hòa, bao dung, đối nhân xử thế khá là giỏi. Tuổi Sửu nếu mệnh ngày sinh thuộc thiên can giáp hoặc mậu là có mật mã quý nhân, cuộc đời dễ gặp người giúp đỡ, gặp dữ hóa lành. Có xuất hiện các con giáp Hợi, Tý trong lá số là rất là dư thủy. Có xuất hiện các con giáp Dậu và Tỵ là rất là nhiều kim. Mỗi người nên biết để vận trình tốt hơn, thứ nhất cải thiện môi trường sinh sống, cải thiện phong thủy ngôi nhà và nơi làm việc, có ánh sáng và không khí vừa phải là phong thủy tốt. Thứ hai là ứng dụng theo mệnh khuyết. Thứ ba là cải thiện tâm trí theo hướng lạc quan tích cực. Thứ tư là nhân quả. Hôm nay gieo nhân thiện, mai sau sẽ có quả lành. Theo thuật số bát tự tứ trụ, xét theo năm hoặc tháng nêu một phần tính cách, xét theo ngày sinh cho ra kết quả khác. Video này giới thiệu về con giáp Sửu hoặc là người sinh tháng Sửu vào khoảng 5 tháng 1 cho đến 4 tháng 2 dương lịch. Các bạn tự tra áp lịch Việt, ghi lại ngũ hành của lá số hoặc vào website phong thủy khải toàn.com mục tra lá số, tự lấy thông tin. Xem kèm video này sẽ phát hiện những điều bổ ích của bản thân. Phần sau video trình bày về tuổi Sửu và các tháng sinh. Các mật mã liên quan đến tuổi Sửu: hoa cái tại Sửu, sinh năm Sửu, ở cột tháng ngày giờ có chữ Sửu là có sao hoa cái, đại diện cho tư chất thông minh, tính tình thanh cao, tự làm tự hưởng, có khả năng về nghệ thuật hoặc là tài hoa, thiên về tôn giáo. Nam có chu kỳ này rất là tốt, nữ có chu kỳ hoa cái tượng trưng cho mạnh mẽ dẫn đến cô đơn. Dịch mã tại Hợi, sinh năm Sửu, trong tháng ngày giờ có chữ Hợi là sao dịch mã. Dịch mã là biến động, thay đổi, xuất ngoại hoặc là dễ đi xa. Hàm Trì tại Ngọ, lá số có chữ Ngọ, trong tháng ngày giờ sinh là có sao Hàm Trì, chủ về đào hoa, tình yêu của cuộc sống. Nếu chữ Ngọ hỏa này là dụng thần, đại diện cho người này có nhu cầu tình dục cao. Hàm Trì liên quan đến tướng mạo, thiếu ăn nói, phù hợp ngành nghề dịch vụ. Người sinh năm Sửu, kỵ nhà ở hướng Tây Nam của gốc thân, đại diện cho 232 cho đến 248 độ Tây Nam. Ở góc này phạm phải vong thần, đây là mật mã thị phi. Sao Hồng Loan của tuổi Sửu là chữ Dần, gặp năm tháng vận có chữ Dần là sao Hồng Loan, chủ về kết hôn hoặc có tình yêu. Tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác, vì vậy đặt ra mục tiêu họ sẽ kiên trì đến cùng. Nhiều khi phải đối mặt với khó khăn, những áp lực nhưng họ cũng cố gắng vượt qua. Tuổi Sửu có sức chịu đựng tốt mà không phải ai cũng làm được. Khuyết điểm lớn nhất của người tuổi Sửu là trong thời khắc quyết định họ thiếu quyết đoán. Tuổi Sửu bị tụt mất cơ hội là do chần chờ. Tuổi Sửu phải chăm chỉ, nỗ lực, học hỏi nhiều mới có thể đạt được thành công. Tuổi Sửu là một trong tứ khố, có tính bao dung, ban phát, vị tha, thường chịu khó, nhẫn nại tốt và rất là cần cù. Tuổi Sửu thường đạt được những mục tiêu trong cuộc đời đã đặt ra, tuy rất là vất vả. Về tình duyên, tuổi Sửu thường có khả năng chăm sóc chu đáo mọi người, luôn hết lòng vì công việc và gia đình. Họ luôn nhường nhịn, chi tiêu hợp lý trong gia đình, ít khi nào để người khác phải phàn nàn vì mình. Nhiều cô gái tuổi Sửu trong yêu đương họ không hề chăng hoa, họ ít lãng mạn và không thích sự ướt át. Họ thường có tính lạnh nhạt, không thích ồn ào, không thích vồ vập trong tình yêu. Họ thận trọng, nhẫn nại, chịu đựng. Các cô gái tuổi Sửu đa phần là toàn tâm toàn ý với đối tượng mình yêu thương. Bởi thế trong tình yêu, hôn nhân của họ thường là ổn định. Đàn ông tuổi Sửu
rất là gia trưởng, đôi khi hơi cố chấp, luôn muốn mọi người phải thực hiện đúng những yêu cầu của mình, những luật lệ của mình đã đề ra. Nam giới tuổi Sửu thường có khả năng tính toán khá là giỏi. Nếu kết hôn với họ, bạn hoàn toàn tin tưởng tình yêu của người tuổi Sửu này. Họ được nhiều người phụ nữ mến mộ. Trong tình yêu, cả nam và nữ, họ rất là thận trọng, dè dặt đắn đo rất là nhiều, nên đa số xây dựng gia đình khá là muộn. Cải vận theo mệnh khuyết, tuổi Sửu hợp với Tý Hợi hoặc là Tỵ Dậu. Cách dùng tam hợp lục hợp này mang tính tham khảo, nên ứng dụng theo mệnh khuyết sau đây. Mệnh khuyết dụng thần là gì? Mỗi người đều có một từ trường, một cơ duyên riêng. Từ sinh thần bát tự, tức năm tháng ngày giờ sinh, đây là cơ sở xét một lá số. Dụng thần là tìm ra ngũ hành một lá số thiếu, dùng để cân bằng lá số, giúp vận trình may mắn hanh thông hơn, gọi là thuật cải vận. Tuổi Sửu sinh mùa đông tháng Hợi Tý Sửu, thường là mùa lạnh như thủy kỵ thủy, nên lấy hỏa làm dụng thần. Sửu thuộc thủy thổ là kim khố. Tuổi Sửu sinh mùa cuối năm càng nhiều thủy, thủy vượng thường an phận, ít đấu tranh và thường là chu đáo. Người cần hỏa nên biết màu đỏ tím vàng, màu ấm là hỏa, trang sức liên quan đến màu đỏ là hỏa. Về động vật, ngựa là hỏa, nuôi chó là hỏa, nuôi mèo là mộc. Khi ăn uống, có thể ăn đồ nóng, đồ nướng, ăn cay, ăn thịt bò, sô-cô-la. Trên cơ thể, mắt và phần đầu là hỏa. Người thiếu hỏa thường xuyên vào bếp sẽ tăng vận hỏa. Trong nhà, bếp, tivi, lò vi ba, máy vi tính, các vật phản ra nhiệt đều là hỏa. Ngành nghề thuộc hỏa, sản xuất phim, thợ trang điểm, diễn viên, công an, nhà hàng, châu Á, bán lẻ, sản xuất đồ nhựa, đồ điện tử, máy tính, các thiết bị liên quan đến thể thao hoặc là ngành ẩm thực, chiếu sáng, nhiếp ảnh đều thuộc hỏa. Tuổi Sửu sinh mùa xuân, tháng Dần Mão, mùa xuân mộc vượng thường là kỵ mộc, nên lấy kim làm dụng thần. Tuổi Sửu sinh tháng Dần khá là nóng tính. Cần kim nên biết màu trắng xám là kim, tất cả các loại trang sức liên quan đến vàng bạc là kim, đồng hồ tự động rất là nhiều kim. Về động vật, gà khỉ là kim. Đi du lịch, đi qua phương Tây là kim, đi qua nước lạnh cũng là kim. Ăn uống, ăn thịt đông lạnh, ăn kem, ăn thịt gà là kim. Trên cơ thể, mỗi sáng thức dậy nên hướng về hướng Tây hoặc hướng Tây Bắc. Nhà ở phù hợp ở nhà hiện đại, nhiều gương. Gương là kim thủy, tủ lạnh, máy lạnh, két sắt là kim. Treo một bức tranh núi Phú Sĩ là kim. Ngành nghề thuộc kim, kế toán, kinh doanh chứng khoán, tài chính, ngân hàng, máy móc, liên quan đến các vật phẩm kim loại. Liên quan đến các vật kim loại, làm giám sát, quản lý, ngành võ, cửa hàng kim vàng bạc, công nghệ sản xuất phần cứng máy tính, kỹ thuật cơ khí, sản xuất các thiết bị chăm sóc sức khỏe, dụng cụ âm nhạc, nghề bác sĩ cũng rất là nhiều kim. Tuổi Sửu sinh tháng Tỵ Ngọ Mùi, mùa hè hỏa vượng thường kỵ hỏa, nên lấy thủy làm dụng thần. Cần thủy nên biết màu đen, màu xanh lam là thủy, những thứ liên quan đến nước là thủy. Vàng bạc đá quý liên quan đến màu đen, màu xanh lam. Về động vật, chuột Mickey, dơi, Batman, cá đều là thủy. Khi ăn uống phù hợp ăn thủy hải sản, uống nhiều bia lạnh, uống trà đá, sữa chua cũng là thủy. Khi đi ngủ có thể mang theo chai nước suối. Gương mặt nên giữ trắng sáng, ra đường nên đeo kính mát chắn hỏa của ánh mặt trời. Đồ vật trong nhà liên quan đến nước, bồn nước, nhà vệ sinh, toilet đều là thủy. Tránh để nhà bếp bừa bộn. Trên bàn làm việc có tượng chuột đại diện cho thủy. Treo một bức tranh về sông nước là thủy. Ngành nghề thuộc thủy, thẩm mỹ, spa, kinh doanh nước giải khát, tâm lý học, dịch vụ làm sạch, hải sản, đánh bắt cá, nghề quảng cáo, tư vấn giới thiệu việc làm, quan hệ công chúng đều là thủy. Tuổi Sửu sinh mùa thu tháng Thân Dậu, thường là kim vượng kỵ kim, nên lấy mộc làm dụng thần. Cần mộc nên biết màu xanh lá là mộc. Trang sức các loại đá quý màu xanh lá, vòng gỗ trầm, rất là nhiều mộc. Người cần mộc kỵ kim, thường là không nên để nhiều gương trong phòng.
ngành nghề thuộc mộc, làm vườn cửa hàng nội thất, bán hoa, bán sách, thư viện sách, thiết kế thời trang, thiết kế website, những ngành nghề liên quan đến gỗ, cây cảnh, chế tạo thảo dược, bán giày dép quần áo cũng liên quan đến ngành mộc. Tuổi Sửu sinh tháng Thìn Tuất Sửu Mùi là dư thổ nên lấy thủy làm dụng thần. Các bạn xem thêm về thuật cải vận tại hai website hoặc kênh YouTube của tôi. Con người không nên mưu cầu nhiều đến số mệnh của tương lai, không khéo mất đi sự cân bằng của cuộc sống tự nhiên. Chỉ cần tâm thái lạc quan, sống ôn hòa với mọi người, kiên trì với mục tiêu của mình, đối đãi tốt với những người xung quanh, vận may rồi sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.